Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Công đồng văn vũ sở tiên, đàn duyên sớ điệp chân bái đạo, nhiệm mê màu vô lượng. màu dáng đàn viên tuyết tiên lầu hồng màu đề chúa thiên thành vân công chúa thượng thiên mẫu ngự sẽ ra hồi cùng thành mẫu đệ tố đông đuông tuần quan mong lan đàn sẽ ra thành mẫu đệ tam văn công thịnh mời thành mẫu đệ tam sinh đất long lữ dưới thủy cung thuật bám chân hình cứu khổ cứu nạn a di đà phật nổ nhang xả nhiệt bám gơi mong muốn chưa vật này đức thích ca chứng tâm công đồng Phật thành chứng tâm họ hiện có giữ trì chân. Con vào tiết đi bóng đức ông ơi, nay tam tuần đức ông mà hiên cảng ông ngự đầu cho trần thế tấu quỳ tâu. Hôm nay ông về ông chứng tâm cho 4 ghế hôm nay trả lợ, trả mã và trả tạ lễ tứ phủ, trả lợ tam bảo, trả lợ tiền kiếp. Ông phải ông chứng tâm cho bản tịnh, ông chứng tâm cho bản bản tiếng Hán, ông chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan giả la đến nãy hết tâm ông ban khen ban thưởng cho các lính các ghế. À đền kiếp bạc sâm ân thanh gia hoàng cùng đê nhi trần triều bằng đức ông đê nhi trần triều đức ông đê nhi các đại sâm ân thanh gia hoàng cùng đê nam trần triều bằng đức ông đê nam trần triều sâm ân thanh gia hoàng cùng hoa hải đương dân tiến vương cô đê nhất đất chiếc là đất chập loan thanh giá cô hồi cùng tên gọi đại hoàng bóng vương cô, tên gọi đại hoàng tông vương cô đệ nhị khai đàn chứng tâm. Đừng mà gió cuốn có đừng mà diễm xa cuốn đi bóng tay lâu đài vì vương có đôi dòng ấp hiện Bỗng biết đâu vào đôi 18 nhập tí trong tuyệt nhiên còn đang mê mệt giấc thương mê mệt nhìn giấc tiên còn đang mê mệt dẫm tiên chiêm bao chợt tình đoàn phòng mà lời hoang nghĩ thông nốt một con bông bông hồi lan tơm ngát một chị em mà cây mặn mà lá xanh dòng nhân thập kỳ diệu vương câu chứng đàn viên ngã tây tạng công rằng kịp cùng hoàng thân thần Phật thanh chúa thiệt trung vương này đồng với cô đã về điểm xong. Trần gian con vào tấu y bóng vương cô đại hoàng. Thương ngớt một hội cung non tôm ngớt một tục chỉ nghiêm mà cây quân mặn mà xanh. Trấn thiên thanh hàng ra khân khân đi vang cô mới nguyện lòng lòng rồi đại anh nghĩ từ lâu chỉ bao phút thấy mộng thần sao xa chờ đang tình tình đoan văn phòng mà lờ lờ bút ngọc còn cứ năm năm bút ngọc còn non thanh lá non thanh ra bờ chín đông ngôi đèn đào màu bé là bờ chín đông non thanh ra tam vị chúa mường quân dân an tam vị chúa mường tình mời chúa nhất tây thiên ngự đông miền quê tam đảo chúa tiên giảng chân không ai nên tới quê hương tam đảo con ngôi đền thờ chúa nhân tây thiên trường thiên miền trung lâm đường đi dốc dốc đà tranh nhi vây vây mấy tiền dâng một bản văn con đi chầu chúa thiên tình mời màu để nhất chúa tây thiên Vĩ đại họ nguyện con bái thỉnh chúa ơi bảo đây thiên nơi chúa ngự thiền trung tâm mà chứng nên cho họ nguyện con được đắc quả tu này nhận đường thần thành tâm băng băng ghê thu tây Phật Di Đà. Con xin thỉnh Chúa đi chùa Bà Tây Thiên, xin Chúa ngự thiền chứng tâm mà chứng đế, họ nguyện con cho đường đắc quả tu. Hôm nay chủ nhật Chúa về đồng chứng cho trăm họ được phúc nhì lâu giàu bền. Tây Thiên Tam Đạo Địa Thạch Nhà Bàm Chúa Ngự Cảnh Thanh Niệm Nhang Dân Thành Kinh Quỷ Đầu Đi. Sơ hầu Chúa tiên nay Chúa về đây, Chúa về mà mở sổ Chúa giang trần gió mà họ tên họ nguyện con tâm ước mong cầu hay ra tóc ghế chín ra hầu Chúa thôi. Tiếng là chú Hồng Nguyên mà được đắc tài đọc là nay cũng có khi dày vườn du con, dày chim muông thú hót véo con cháo đức danh thiên chùa nguyện đầu chùa đi hai thuốc để cứu người chật phía sau có lá trầu soi bối quả cao lá trầu cùng nghiêng với quả nghiêng cao đai trắng như sơn màu vàng son chưa nào tỏ tầm giữ học hồng đạo mới thu tròn mồ đạo cứu dân cả đời chùa sống sống âm thần thiên trình ban phép trời đặt tên phương nghi bàn cành thì chúa nghi bà đã đưa đôi bên nóng nghi trầu vào không cây cổ thụ tốt tươi dường ra tiếng trống canh vang vào ban giờ tí ra người bia nữ thần tiên đón dầu áo trắng ai gọi xa chúa sao bốn bấm đi phương nữ đông chúa gọi phố xe trả đông mà tiền dẫn chân con quỳ tay này miệng kêu chúa bà thương những nghi kẻ khó nghèo thật nhiều để ra nếu người trần gian bán nhào sai ngoan chúa sai cho thị nữ đến để thu ba hồn về cho đêm nói mê gặp ma cùng quỷ bành chúa hành liệt đi mà chân tay phải đi tình thánh mời thầy phải đi tình thánh mời thầy văn chúa trình minh bạch từng câu cùng văn con đàn hát thiêu cầu văn tội chúa xã trần gian từng dày vì đâu đàn mê thương ngang để vật cô bé người thương cầu chia thắp đôi tay đồ sơn đi nồng gió nghi đèn thở tiên đây đèn chúa bà tiên bàn cảnh đèn chúa bà lộng lộng nguy nga hòm con thiết lâm một tòa ơn chúa ta chứng cho thanh đồng này chúa mong lộc lộc chú cho nhiều năm ngoài năm xưa thanh đồng con đất lộc lộc sai tay ngũ nhà vòng tốt quan lục trí thần thông phép tôn quan lục trí thần thông quyền thu tam giới thì phép tôn quan con gió lên trời tường tiên loan rơi ngọc lên trời cầm bàn sắc chỉ tức lòng quan đệ đất dài thì nổi một cơn mưa gió bất bất thì mưa tuôn chớp giật sấm sấm mù mà dậy vàng ý công đồng Phật Thánh chúng tâm họ huyền có thấu thị công. an đôi hàng quân thời quân bộ hai hàng tín binh binh vạn mã hàng ngàn kéo sang lệnh truyền quan văn văn sứ thượng lai danh trình văn sứ thượng lai trình quan giám sát chân tâm rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Tôi anh linh lệnh truyền Giác bạc bao phen quán lớn ngài sông vang trong trần mà già vẫn như không. Chí dày trời Tây quan Tam Phủ ngài lấp bể đông người con vua thoại quốc Đồng Đình mà đề tam hoàng thái tử ông Giáng sinh ngôi đền dòng từ đền lành Giang quan đất để tam về đấy ra ông chứng cho trăm nhất nhất là Thanh Đồng họ Nguyên Bắc Lý đều bong 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 quan anh trải răng cây lên ngàn xuống biển thành giang từ Quý Diên tòa Thanh Nam đền thờ Quan Tam Ti kiểu ngang vàng lòng nông môn ngồi cùng thành vàng rất đi hóa tức từ sáng long đài đội tháp dâng dâng nước nước từ quốc một từ truyền quân lính ngọc ngóng đừng đừng dâng nước nước pháp thì không sông tao con sông cả trở ra về người trong ngã ba chạy chạy sướng ca đàn hát tập thành từ ngầm phú hòa chạy thành nhông chơi bời cùng dâm ba đồng tổng đấu theo vào tâu vương phụ vào đức mẫu vương rồi có phen cũng có phen ngài vì thương biến ngoài phố Nghệ An Thượng Hà rồi đại gia dòng trèo quế buộc quan đi dạo chơi sông ngát lúc lúc này xa sông một tay chân nông gái cầm quyền thầy chú phép hầu quan tối thú anh định lành truyền thì bỏ chữ trinh trình thể đại tác chơi biển trần thế. trên trời dưới đất, quan lớn đông thông chi đạo Phật ngày truyền ban. Dịp cầu đem bóc sông ngân hà liệt hàng tinh tơ bay ra nghỉ chơi. Đừng trông Quan Nam Tào cùng thời Quan Bắc đầu bạch trần gian nào vào chép nguyện ý ông chung thực con tháo hiền tu nhân con tích đức nghi người chép